Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là tờ nhanh công nghệ số thứ 19. Trong bản tin tuần này thì chúng ta sẽ không có quá nhiều những thông tin nổi bật về công nghệ. Thế nên là mình sẽ tập trung chính vào những chiếc CPU thế hệ tiếp theo của Intel sắp ra mắt, cùng với đó là những bo mạch chủ dành cho em ý. Và dù gì thì mình cũng sắp được trên tay chiếc Z590 đầu tiên. Và tiếp theo sau đó có thể là những chiếc CPU Intel thế hệ thứ 11 thì sao? Ngay bây giờ thì cùng bắt đầu bản tin với mình nhé. Intro. Và thông tin đầu tiên đó chính là về những chiếc CPU thế hệ thứ 11 mới đến từ nhà Intel có tên là Rocket Lake S. Thì các bạn này sẽ có sản phẩm trải dài từ i5 cho tới i9. Tên gọi của các bạn ấy thì vẫn hầu như là giữ nguyên, chỉ có thay cái tiền tố đằng trước là số 10 thành số 11 ấy. Tức là 11.900K sẽ thay cho 10.900K. Còn nói chung là nhìn chung thì nếu như các bạn nào có theo dõi thì cũng sẽ biết được rằng là Intel đang rất là gặp khó khăn về phía đối thủ của mình là Ryzen 3, bởi lẽ là cái vấn đề gaming trước đây Intel đang chiếm trệ trên ngôi vị số 1 thì nay đã bị Ryzen 3 cướp mất. Thế nên là trong cái thế hệ mới này, Intel đang tập trung hết công suất của mình vào vấn đề gaming. Thế nên là bỏ qua hết vấn đề chi phí marketing cho những cái tác vụ làm việc khác thông thường. Nếu như Core i5 và i7 vẫn giữ nguyên số lượng nhân vào luồng như hiện tại thì Core i9 Intel đã cắt giảm số nhân trên luồng, chỉ còn là 8 x 16 luồng thay vì là 10 x 20 luồng như hiện tại. Mức xung vẫn giữ nguyên, mang đến cho chúng ta một dấu hỏi rất lớn. Nhưng mà theo như các thông tin dò dỉ ra ngoài thì Intel cam kết rằng tăng IPC lên mức là 2 con số. IPC nói ngắn gọn là số lệnh trên xung nhịp. Nôm na là con số này càng to thì CPU của các bạn xử lý được càng nhiều lệnh ở cùng một mức xung nhịp. Có nghĩa là mức xung bằng Core i9 10900K thì 11900K vẫn có hiệu năng mạnh hơn. Đặc biệt là trong gaming, khi mà có rất ít game tận dụng được hết con số 10 nhân của 10900K. Còn lại với các CPU từ i7 trở xuống thì mức tăng hiệu năng là khá đáng kể nhờ cải tiến IPC mà mình đã nói ở trên. Vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho hiệu năng của CPU thế hệ tiếp theo đến từ nhà Intel Rocket Lake là như thế nào rồi. Hiệu năng thì có tăng và kể cả trong một số bài benchmark đã được dò dỉ trên mạng thì cũng tăng. Nhưng mà tuy nhiên một phần khác là về game thì mình thấy thực sự câu trả lời này vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Bởi lẽ là hiện nay duy nhất thì chỉ có trên slide của Intel thì các cái bài test, các tựa game khác nhau thì cái mức hiệu năng nó tăng hơn từ 2 cho tới 8% so với 5900X. Và vấn đề tiếp theo mà mình muốn đề cập tới đó chính là về giá thành. Thực ra thì Intel cũng chưa đả động gì đến cái vấn đề này cả. Thế nhưng mà gần đây thì có một công ty bán hàng máy tính ở bên Hà Lan thì họ cũng đã dò dỉ giá thành của toàn bộ CPU Intel thế hệ thứ 11 rồi. Thì nhìn chung là nó tăng hơn so với thế hệ thứ 10. Nói chung là chỉ có mỗi là 11.900K, i9 11.900K là có giảm hơn so với lại 10.900K từ mức 4 cho tới 9%. Nhưng mà nhìn chung là theo cái mặt bằng này. Nhưng mà khi so sánh tương quan sang với Việt Nam thì các bạn có thể thấy rằng giá của i9 hiện tại đang rất là dễ chịu rồi. Thế nhưng mà với những dòng sản phẩm mới này thì bạn i7 lại đang là người nắm trên cái ngôi vị là giá thành cao nhất. Bởi lẽ là tăng tới 15% so với lại 10.700K cơ. Nên là mình thấy rằng i9 thời gian tới có lẽ sẽ là cái CPU mà chúng ta đáng mua nhất, cũng là doanh số tốt nhất của Intel. Mà giá thì chỉ dành có 10 triệu, xung thì lại cao hơn, tội gì mà không mua được không nào. Nhưng mà thôi, nói chung cái gì thì cái, đó cũng chỉ là những cái thông tin mà khảo trên mạng thôi, vẫn chưa phải là thông tin chính thức từ Intel công bố ra. Nên là chúng ta vẫn cứ phải chờ đến lúc mà chính xác có sản phẩm trên tay thì mới biết được giá thành như thế nào nhá. Cuối cùng thì trong hôm nay mình sẽ nói đến các bo mạch chủ của Core i11 này. Mặc định thì các bạn có thể cắm các CPU mới vào các mainboard 400 series hiện tại. Thế nhưng mà nhìn chung thì đối với các dòng cao cấp nhất là Z590, chúng ta vẫn sẽ được tận hưởng những công nghệ tối tân nhất về ép xung này. Và điểm đáng chú ý nhất là giờ đây Intel đã được ép xung RAM tới các CPU Core i5 và Core i7 thông thường mà không cần dùng tới main Z. Như rất nhiều bài review trước đây thì các trang mạng đánh giá CPU Intel, đặc biệt là Core i5 bị giảm hiệu năng rất nhiều vì dùng RAM bớt thấp bởi giới hạn trên các bo mạch chủ B và H. Tuy nhiên là giờ đây chúng ta đã có thể thoải mái chạy tẹt ga vì i5 và i7 đã chạy được RAM bớt tới là 3200MHz trên các mainboard là B560 và H570. Riêng i3 có lẽ vẫn là con ghẻ nên là chỉ chạy được là 2666 mà thôi. Đây là điểm mà mình thấy cải tiến lớn nhất cho người dùng và i5 11400 chắc chắn sẽ nắm giữ vị trí CPU gaming phổ thông tốt nhất.
Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi qua những thông tin về chiếc CPU Core i thế hệ thứ 11 có tên là Rocket Lake đến từ nhà Intel. Điều còn chờ đợi nhất bây giờ đó chính là thông tin chính thức được Intel công bố mà thôi. Còn về những chiếc bo mạch chủ Z590 thì chúng mình đã sắp có những bản sample trên tay rồi và sẽ nhanh chóng lập tức unbox cũng như là test qua để review gửi ngay tới cho các bạn. Thế nên là các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì Tàu Nhân Công Nghệ số thứ 19 tuần này cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.